mấy con làm gì đó. Mấy con làm gì? Một người hai cái nha. Làm công việc gì? Nó đi chăn trâu cho trâu, cho họ đó. Chăn trâu. Nói chung là không bình thường. Chăn trâu người ta đó. Hai vợ chồng đó. À, hai là chăn trâu hả? Mình ăn như vậy đủ đồ ăn không? Không có gạo để ăn, không có đất trồng mì hả? Thầy cho tiền mua gạo nha. Gạo thiệt hả? Cảm ơn thầy đi. Rồi thầy cho tiền mua gạo nha. Cảm ơn nha. Dạ dạ dạ. Mai mốt có gì thì có người quay lại nha. Mà sao thầy vậy thầy? Vì sao thầy? Không sao. Quả tạo ăn mang lạ đó.